Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã được ghi nhận ở ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc ngày hôm qua. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vào khoảng 15 giờ 37 phút giờ địa phương chiều hôm qua, một trận động đất với cường độ 8,5 độ Richter đã được ghi nhận ở độ sâu 15 km ngoài khơi bờ biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Đài Loan, Trung Quốc cũng xác nhận về trận động đất kể trên và cho biết những dư chấn với cường độ lên tới 7,8 độ Richter đã xảy ra tại nhiều khu vực ở hòn đảo này. Trận động đất kể trên đã kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết những vùng bờ biển của Đài Loan, Trung Quốc trong bán kính 350 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cũng phát cảnh báo về nguy cơ sóng thần với độ cao 3 m tại đảo Okinawa. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cũng đã làm rung chuyển đảo Đài Loan, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua. Tâm chấn của trận động đất này được xác định nằm ở độ sâu 24 km ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc, cách bờ biển phía đông của hòn đảo khoảng 90 km. Đài Loan có vị trí nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo địa chất, vì vậy động đất thường xuyên xảy ra tại hòn đảo này. Trước đó, một trận động đất mạnh xảy ra ở phía nam Đài Loan cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Đài Loan cho biết, Đài Loan ghi nhận liên tiếp hai trận động đất lớn trong ngày hôm nay sau trận động đất tối ngày hôm qua gây nhiều thiệt hại. Chưa dừng lại, trận động đất mạnh 8,5 độ Richter đã rung chuyển khu vực đông nam đảo Đài Loan, khiến giới chức Mỹ và Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS thông báo trận động đất mạnh 8,5 độ đã xảy ra ở độ sâu 10 km tại khu vực đất liền ít dân cư phía đông nam đảo Đài Loan, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km về phía bắc, lúc 15 giờ 36 phút hôm nay, khoảng 14 giờ 36 phút giờ Hà Nội. Tâm chấn nằm gần địa điểm xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ hôm qua. Theo Cục Thời tiết Đài Loan, sau khi xảy ra trận động đất, khoảng 47 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó có dư chấn độ lớn lên tới 5,3. Động đất và dư chấn đã kéo theo việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Hiện các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường. Nằm ở khu vực giao nhau giữa hai mảng kiến tạo vỏ trái đất, Đài Loan thường chứng kiến các trận động đất. Trước đó, một trận động đất xảy ra tại khu vực phía nam Đài Loan vào năm 2016, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Một trận động đất khác có độ lớn 7,3 đã xảy ra vào năm 1999, đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. Giới chức Đài Loan cho biết chấn động có thể cảm nhận khắp hòn đảo. Nhiều công trình ở thành phố Đài Bắc cũng bị rung lắc nhẹ. Truyền thông Đài Loan cho biết một tòa nhà thấp tầng đã bị sập ở Đài Đông, trong khi ít nhất một toa tàu hỏa bị chật bánh tại ga tàu phía đông hòn đảo. Cụ thể, truyền thông Đài Loan đưa tin một tòa nhà thấp tầng nơi có một cửa hàng tiện ích đã bị sập, trong khi ít nhất một toa xe bị chặt đường ray tại một nhà ga ở bờ phía đông. Chưa có thông tin đầy đủ về thiệt hại từ hai trận động đất trên. Tuy nhiên, theo các nguồn tin đã có ít nhất 5 người chết, trong đó có 2 lao động Việt Nam, các tòa nhà sụp đổ tại thành phố Nghi Lan, Đài Loan. Theo đó, có 2 lao động Việt trong 5 người ở tòa chung cư đã thiệt mạng sau khi động đất mạnh gây tòa nhà nghiêng và đổ sập. Hơn 220 người đã được giải cứu. Tổng thống Thái Anh Văn đang trên đường đi đến Nghi Lan, có nhiều cư dân, đặc biệt là các lao động Việt Nam. Trận động đất cường độ 6,5 độ Richter tâm chấn tại xã Nan Ao, Nam Áo, huyện Nghi Lan với độ sâu 67 km. Trước đó, trận động đất 6,4 độ Richter vào tối qua đã gây thiệt hại nặng tại một nhà máy gạo, một mỏ đá và một nhà để tro cốt ở Đài Đông. Đã có 2 bức tường tại nhà để tro cốt ở xã Lộc Xã bị sập, khiến 800 trong số 2.200 hũ tro cốt tại đây bị vỡ. Một mỏ đá tại Quan Sơn bị sập băng truyền, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu Đài tệ, khoảng 22,7 tỷ đồng và khiến dây chuyền phải dừng hoạt động. Cũng tại Quan Sơn, một nhà máy gạo bị thiệt hại tại khu vực kho lạnh và thiết bị sấy, nơi chứa khoảng 2.000 tấn gạo. Sau trận động đất trên, sạt lở và đá rơi được ghi nhận dọc xa lộ xuyên đảo phía nam. Cơ quan chức năng đã điều động lực lượng dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Tuyến đường này bị thiệt hại khiến khoảng 120 du khách bị mắc kẹt tại khách sạn Chip Spa.
Tính đến trưa ngày hôm nay, khách sạn này đã mất điện 12 giờ và dùng hết nhiên liệu cho máy phát điện. Bởi hai cơn động đất xảy ra liên tiếp, cơ quan thăm dò địa chất Mỹ USGS cho biết nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sóng thần trong khu vực có bán kính 300 km tính từ tâm chấn. Chiều cùng ngày, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra sóng thần ở các khu vực Mikayojima và Yameyama phía nam nước này sau trận động đất ở vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Cảnh báo mối đe dọa sóng thần được USGS phát ra sau đó cho biết những vùng bờ biển trong bán kính 300 km quanh tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần, nhưng chưa rõ mức độ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng phát cảnh báo nguy cơ sóng thần với độ cao 1 mét tại một phần đảo Okinawa. Nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại Đài Loan đã bị phá hủy sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày hôm nay. Trận động đất này cũng gây ra nhiều dư chấn với cường độ lên tới 6,8 độ Richter, khiến nhiều ngôi nhà tại hòn đảo này đổ sập. Trong ảnh, lính cứu hỏa Đài Loan khẩn trương triển khai phương án cứu hộ một ngôi nhà bị đổ ở thành phố Hua Liên. Nhiều ngôi nhà cùng các công trình công cộng đã bị hư hỏng nghiêm trọng bởi những rung lắc dữ dội do trận động đất chiều ngày hôm nay gây ra. Trận động đất này cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Máy xúc đã được huy động để tăng tốc độ tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ động đất. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị thương. Con số thống kê chi tiết về thiệt hại và thương vong mà trận động đất này gây ra hiện chưa được công bố. Một em nhỏ được đưa ra khỏi đống đổ nát. Một tòa nhà đổ sập cùng nhiều phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng. Mặt đường bị hư hỏng sau trận động đất chiều nay. Trận động đất đã khiến một số toa tàu bị chặt đường ray, gây ra gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực ở đảo Đài Loan. Rất đông hành khách tập trung chờ đợi tại một ga tàu ở Taichung để trở về nhà sau trận động đất. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Trì Thượng, Đài Đông cũng vào chiều ngày hôm nay. Hiện tại, người ta xác nhận rằng trận động đất 6,4 độ Richter ở Quan Sơn một ngày trước đó là một điềm báo trước. Cục khí tượng cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay và các dư chấn dự kiến sẽ suy yếu. Trần Quốc Sương, Giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất thuộc Cục khí tượng cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay, lớn hơn cả trận động đất 6,8 độ Richter. Vào lúc 2 giờ 44 phút chiều Chủ nhật tại Trì Thượng, Đài Đông, một trận động đất với cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra. Đây cũng là trận động đất lớn nhất trong năm nay và lần này là chấn động chính. Trận động đất cường độ 6,4 độ Richter ở Quan Sơn, Đài Đông vào đêm thứ Bảy thuộc loại báo trước. Ông Sương nói trận động đất chính, theo đánh giá của tôi là sẽ không còn nữa, đây hẳn là đã là trận chính rồi. Và các dư chấn tiếp theo của nó có thể sẽ nhỏ hơn địa chấn ban đầu. Ông nói tiếp, trước khi xảy ra chấn động chính đã có 73 lần địa chấn báo trước và một trong số đó có cường độ 6,4 độ Richter. Tình huống này rất hiếm xảy ra, nó tương tự như trận động đất ở Hoa Liên năm 2018. Nơi xảy ra động đất này ở rìa dãy núi trung tâm, có lẽ nó đã tích lũy năng lượng từ rất lâu, có thể ở đây đã hàng trăm năm không có động đất lớn, cho nên nơi này tích lũy năng lượng vô cùng lớn. Theo thống kê của thảm họa mới nhất từ Trung tâm ứng phó thảm họa Trung ương hôm nay, tính đến 8 giờ sáng nay đã có tổng cộng 1 người chết, 146 người bị thương và tổng số 486 hành khách bị mắc kẹt ở núi Sikhwa và núi Lục Thập Thạch. Mưa lớn ở Haiyuan khiến 18 người thiệt mạng và hơn 150.000 người bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm thứ Ba vừa qua, phóng viên được biết từ chính quyền thành phố Haiyuan cho biết 63 thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trong những ngày qua, 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương do thảm họa. Dân số bị ảnh hưởng là 114.550 người, tổng số thiệt hại kinh tế trực tiếp là 390 triệu nhân dân tệ. Tin cho hay, từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 19 giờ 30 phút ngày hôm qua, ở khu vực Trung và Bắc thành phố có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to và phía Nam có mưa rông. 74 trạm trong thành phố vừa đo được lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 64 trạm vượt quá 100mm, 8 trạm vượt quá 200mm và lượng mưa lớn nhất của thành phố xảy ra ở Lianping, Sanping là 249,1mm. Bị ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả, tất cả các khu vực của thành phố đều bị ảnh hưởng mức độ khác nhau. Trong đó, thị trấn Thương Bình, huyện Liên Bình bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi nghiên cứu và nhận định, trận lũ này là trận lũ lớn nhất trong lịch sử của thị trấn, vượt quá lượng mưa của trận lũ tháng 6 năm 2020 và ở Haiyuan năm 2005.
Theo thống kê, 63 thị trấn và làng mạc ở Haiyuan đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 18 người thiệt mạng và 3 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. 114.550 người bị ảnh hưởng, 956 ngôi nhà bị sập và 14.540 người phải chuyển đi. Hiện tại, cây cầu ở Sinpi, thị trấn Thương Bình, huyện Liên Bình đã bị cuốn trôi. Người già, trẻ em và phụ nữ mang thai đã được cứu sống và di chuyển thành công khoảng 300 người. Mưa lớn gây thiệt hại nặng. Theo báo cáo, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 58.600 mẫu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 6.300 mẫu, số lượng 28.140 tấn, 94 ao bị thiệt hại, 244 bờ bao bị hư hỏng 2.560 mét, 54 cầu bị cuốn trôi, 343 ao và đập bị cuốn trôi, 2.408 vụ sạt lở đất, 644 công trình thủy lợi bị hư hỏng, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 390 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ xối xả cũng khiến giao thông một số đoạn đường bị gián đoạn. Hiện tại, một vụ sạt lở đất quy mô lớn gần làng Khu Khang, thị trấn Thương Bình tại 105 quốc lộ 2314-700 ở huyện Liên Bình đã làm gián đoạn hoàn toàn giao thông hai chiều 4 làn xe và đang được sửa chữa toàn bộ. Sự cố sập mái dốc phía trên bên phải của quốc lộ K2691-100 đoạn San Biancao ở huyện Long Chuan khiến làn đường hai chiều từ Meiju đến Haiyuan bị gián đoạn. Các tuyến đường vòng sẽ không ảnh hưởng đến giao thông. Để nỗ lực hết sức cứu hộ thảm họa, Haiyuan đã điều động hơn 300 nhân viên cứu hộ từ các đơn vị đồn trú, cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng, lực lượng cứu hỏa, dân quân và các nhân viên lực lượng cứu hộ khác tham gia cứu hộ. Một đội y tế 50 người và xe cứu thương đã nhanh chóng đến các địa điểm bị thiên tai ở Sanping và Neiguan để cứu trợ thiên tai. Một số lượng lớn thuyền cứu nạn khẩn cấp, áo phao, phao cứu sinh, dây cứu sinh đã được gọi khẩn cấp. Dân phòng và các ban ngành đã chuẩn bị lương thực, vật tư cứu trợ thiên tai và gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các tầng lớp nhân dân quan tâm kịp thời chung tay cứu hộ, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Theo dự báo của Cục Khí tượng Haiyuan, trong vài ngày tới, ở Haiyuan vẫn có mưa lớn liên tục, kèm theo hiện tượng đối lưu mạnh cục bộ như mưa to trong thời gian ngắn, dông lốc và gió giật mạnh quanh cấp 8. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.